người 12h.com rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Và trong video lần này thì Tab 12h sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đặt và phá bỏ mật khẩu trong Excel. Với tính chất công việc của một số người thì đòi hỏi tính bảo mật cao, thì việc cài đặt password cho file dữ liệu là điều rất là cần thiết. Vậy thì để tiến hành như thế nào thì sau đây Tab 12h sẽ hướng dẫn thật là chi tiết cho các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đặt mật khẩu cho file Excel trước. Đầu tiên thì các bạn cần chọn file mà các bạn muốn đặt mật khẩu. Sau đó các bạn chú ý phần bên phía trên cùng này. Các bạn vào tab File. Sau đó rê chuột xuống hàng Info. Tiếp theo đó các bạn chọn vào Protect Workbook. Các bạn kích chuột vào. Sau đó các bạn cần rê chuột xuống hàng thứ hai là hàng Encrypt with Password để cài đặt mật khẩu. Thì ngay lập tức một cái bảng như thế này nó sẽ hiện ra và yêu cầu các bạn nhập mật khẩu vào. Thì sau đây mình sẽ nhập mật khẩu của mình vào. Sau khi nhập xong các bạn ấn OK. Thì tiếp theo các bạn cần xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Sau đó các bạn ấn OK. Thì như vậy là các bạn đã cài đặt mật khẩu thành công rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả nhé. Mình sẽ mở lại. Đó, như vậy là bây giờ nó yêu cầu các bạn nhập mật khẩu đúng không? Như vậy là chúng ta đã cài đặt mật khẩu thành công. Bây giờ bạn chỉ cần nhập mật khẩu và mở file tài liệu lên là được rồi. Còn bây giờ nhỡ như bạn không nhớ mật khẩu của mình đi thì các bạn phải làm như thế nào? Thì các bạn ấn vào Cancel. Sau đó phần trên phía trên cùng này, các bạn chọn vào tab Developer. Tuy nhiên nếu như các bạn thấy ở trong Excel của các bạn chưa có tab Developer thì các bạn làm như sau. Các bạn vào File. Sau đó các bạn chọn Option. Tiếp theo các bạn chú ý phần bên phía tay trái này, các bạn chọn vào dòng Customize Ribbon. Sau đó các bạn lưu ý phần bên phía bên tay phải, các bạn cần ấn dấu tích vào dòng Developer ở dưới này. Tuy nhiên ở đây thì mình đã tích rồi cho nên mình không cần tích nữa. Sau khi chọn xong thì các bạn ấn vào OK để lưu lại. Như vậy là bây giờ các bạn đã có tab Developer hiện ra ở đây. Thì các bạn ấn chuột vào tab Developer. Sau đó các bạn chọn vào phần Visual Basic ở đây. Thì nó sẽ hiện ra cho các bạn một cái bảng như thế này. Ở đây thì các bạn cần vào View. Sau đó các bạn chọn Code. Thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này để các bạn nhập mã code vào. Tuy nhiên thì các bạn cần nhập gì ở đây? Thì lúc này các bạn cần lên Google và tìm kiếm với từ khóa là cách đặt và phá bỏ mật khẩu Excel Tab 12h, thì nó sẽ ra bài viết của Tab 12h ở đây. Thì các bạn cần rê chuột xuống. Đây, ở đây có bước là các bạn cần copy paste mã code này vào. Thì các bạn cần copy mã hết toàn bộ cái mã code này vào. Sau đó các bạn trở lại cái bảng và các bạn dán vào đây. Tiếp theo đó các bạn cần chạy chương trình bằng phím F5 trên bàn phím. Thì các bạn ấn vào phím F5. Ngay lập tức nó hiện lên một cái xác nhận là các bạn cần xóa password. Thì các bạn ấn vào OK. Chúng ta cùng kiểm tra kết quả là nó đã được xóa chưa nhé. Đó, như các bạn thấy thì bây giờ chúng ta đã phá bỏ mật khẩu thành công phải không nào? Như vậy trên đây mình đã hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt và phá bỏ mật khẩu trong Excel. Mình hy vọng là với các cách hướng dẫn của mình như trên thì các bạn có thể bảo mật file dữ liệu của các bạn một cách thành công. Mình hy vọng video lần này sẽ thật sự là hữu ích cho các bạn. Trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh số trang trong Excel nhanh chóng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.